Hello, xin chào. Hôm nay mình hướng dẫn mọi người cách in kiểm tra lượng màu của máy HP M452DN. Rồi. Đây nhá, các bạn nhấn phím OK. OK này. Sau đó nhấn phím mũi tên sang phải đến mục report, nhấn OK tiếp. Sau đó nhấn sang phải. Sang phải khi nào xuất hiện cái phím cái dòng chữ đây, Supply Status, thì các bạn nhấn OK. Đó. Máy sẽ in. Đó, sẽ in cho các bạn tình trạng màu. Đó. À, qua cái bảng đây thì các bạn nhìn, các bạn cũng sẽ thấy được là những cái màu nào hết. Ví dụ nha. Màu vàng này còn 10% này, màu đỏ cũng còn 10%, màu xanh 30%, màu đen 40%. Tuy nhiên các bạn nhìn ở trên đây nhé, các bạn thấy này, màu đỏ rất mờ rồi, màu xanh đây cũng vậy. Như vậy là chúng ta cần phải đổ mực. Đó. Thế còn ngoài ra các bạn có thể in để xem cái bản demo của nó nhé. Sang phải này, report đây rồi, demo. Đó. Bản demo này nó sẽ phối màu, nó sẽ in một cái ảnh phối màu cho chúng ta. Chúng ta nhìn ở trên cái ảnh đấy, chúng ta sẽ thấy được cái màu nào nhạt, màu nào đậm. Đó, đây các bạn nhìn ở trên ảnh đây, màu sẽ rất nhạt đúng không? Đó. Rồi, tôi vừa hướng dẫn các bạn cách in test màu cũng như là kiểm tra xem lượng mực ở trong máy của mình còn bao nhiêu. Ở trong quá trình sử dụng hoặc sửa chữa có vấn đề gì, các bạn có thể liên hệ với công ty Minh Khuê qua số điện thoại là 0989 644 249. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.